Năm trong em đã quay trở lại với clip tập 4 kể chuyện ma nhá. Mày tao sẽ kể chuyện ma tập 4. Rồi lúc sau thằng bé này tự dưng bị bắt cóc xong á, cậu ta liền hoảng hốt chạy về thật nhanh và cực kỳ nhanh, nhưng mà vẫn không chạy kịp được, cho nên là cậu ta liền báo với viện đội cảnh sát là viện đội cảnh sát sẽ cố gắng giải quyết chuyện cái thằng bắt cóc chị em đấy. Và ông Andy cũng đã biết như vậy, ông Andy thì chặn đường cậu ta. Rồi sau đó ông Andy báo với chủ nhà Slenderman Kingata, và ông Andy có cách gì phải bắt được thằng đấy, nhưng mà bắt cũng kiện, nhưng mà cố gắng bắt nhưng không thành công, bởi cậu ta rất là chạy nhanh, cho nên là cậu ấy sẽ cố gắng để mà cậu ấy chạy nhanh. Và sau đó cậu ta sẽ trốn được ngay thôi. Cậu ta thật là nhanh hơn nữa và nhanh hơn tốc độ nữa, rồi cậu ta sẽ nhanh hơn nữa. Rồi ông Mandy không bắt được là cậu ta sẽ biết như thế, là cậu ta trốn thật nhanh ở trung không trong khu rừng đấy. Cậu ta liền quay trong này không, rồi cậu ta nói cực kỳ to luôn, và cậu ta liền thấy một cái gã không mặt, cho nên cậu ấy đã thấy gã không mặt cho nên là mẹ cứ tại cậu ta liền chính là vì ông ta, hoặc là cậu ta đi chạy thật nhanh là sau đó cậu ta trốn được bằng cách kinh dị như thế. Và ông Benny White cũng đã biết chuyện như thế, rồi ông Benny White thì là cố gắng chặn đường sau và nên mới quyết bắt ta chặn đường trước. Cậu ta sẽ trốn đi bằng cách nào? Mời các bạn xem nhé, theo dõi tiếp thôi. Ông đấy đã biết sự lợi hại của cậu bé đấy, cho nên là cậu bé sẽ chạy thật nhanh. Sau đó là cậu ấy chạy đường bên phải hay bên trái, cậu ta để chọn đúng câu trả lời đó chính là đường bên trái. Cậu ta thì chạy đường bên trái xong, cậu ta thì đi thẳng, rồi sau đó cậu ta cố gắng chạy thật nhanh. Cậu ta cố gắng chạy thật nhanh về đến khu rừng đấy, về đến khu thành phố đấy. Cậu ta biết vậy cho nên là cậu ấy sẽ trốn thật nhanh. Rồi trên thôi, tập 4 đến đây kết thúc rồi. Theo anh em, cậu ta tính chạy đi đâu? Chạy về thành phố làm gì? Rồi, các bạn, tập 5 sẽ có ngay thôi nhá. Bye bye. Bye bye, nhớ nhớ tập 4 đến đây kết thúc rồi. Bye.